cả nhà. Chỉ có rau với mì và mấy cây xúc xích thôi. Giờ mời cả nhà cùng ăn với mẹ con mình nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Phương Cúc Vlog 84 Cuộc Sống Thường Ngày. Kính chào các ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Kính chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì Phương Cúc sẽ chia sẻ với tất cả mọi người món mì xào đơn giản của mẹ con Phương Cúc nhé. Bây giờ thì Phương Cúc sẽ giới thiệu cho cả nhà cùng xem nhé. Đây, sáng nay thì mình có chuẩn bị được ở đây một mớ rau cải nha cả nhà. Và ở đây chỉ một bịch xúc xích thôi để xào cho hai đứa nhỏ ăn chung với mì. Ở đây là mấy gói mì. Hôm nay thì chỉ có mì xào với rau thôi cả nhà. Mì xào đạm bạc nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mẹ con mình nhé. Con chào cả nhà đi. Chào ông bà cô chú. Chào các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ xắt xúc xích ra để chiên chơi nhé cả nhà. Quên nữa, cái xúc xích này là xúc xích Đức nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào mì nhé cả nhà. Cái này là một ít hành băm, mình để hành vô mình phi với dầu cho thơm nha. Còn cái này là cái bịch xúc xích mình đã chiên sẵn rồi nha. Đây, đây là mì trục và rau cũng đã trục sẵn rồi nha. Giờ mình bắt đầu mình đổ vô mình xào nha cả nhà. Hôm nay thì xào đơn giản lắm cả nhà. Mì cũng đã chín rồi, mình chút ra và mời cả nhà cùng ăn nha. Đây, giờ là mì xào đã xong rồi cả nhà. Món mì xào đơn giản nha cả nhà, chỉ có rau với mì và mấy cây xúc xích thôi. Giờ mời cả nhà cùng ăn với mẹ con mình nhé. Cho đây mẹ lấy ra. Lấy mì rồi nha. Ăn xúc xích không? Ừ. Sao mà không ăn? Mẹ xào cho con ăn mà con lại không ăn. Dạ, cho tôi. Đây, mì xào xúc xích. Cái này lấy chấm tương cà làm cho bé ăn cả nhà. Con tự chấm thôi, ít cho con cảm ạ. Đây, mời cả nhà nha. Mì xào đạm bạc thôi, chỉ có rau với mì thôi. Đừng mặn mà. Ăn thử lại coi ngon không? Ngon không? Nói cho cô, ông bà cô chú nghe. Dạ ngon. Con ngồi xích dậy lên nè. Xào đơn giản nhưng mà cũng ngon lắm cả nhà. Đâu trời. Thường thì người ta xào với lại hạt sản hay là với thịt bò, nhưng mà mình hôm nay chỉ có rau thôi. Mời cả nhà ăn cùng nhé. Đây, mời cả nhà ăn thêm miếng nữa này. Xúc xích nó xào cho con, cho mẹ cũng ăn một miếng rồi cả nhà. Xúc xích ngon. Ngon cả nhà.
đi. Rất đúng. Đây nè, mẹ có cứ lên như vậy là con dễ gắp nè. Cắn nè. Đơn giản thôi cũng ngon cả nhà ơi. Nhiều khi mình ăn món này món kia quá nhiều quá rồi thì mình làm cái nào đơn giản mà ăn thôi. Đây, mời cả nhà ăn thêm miếng nữa nhé. Con trai mình nó học online à, có hai mẹ con ăn thôi, giờ đang là giờ học trực tuyến không có nghỉ được. Đây, mời cả nhà ăn thêm miếng xúc xích nữa nha. Ngon lắm cả nhà. Mình ở Bình Dương á, mấy tháng qua là dịch giá làm căng thẳng, không có đi đâu mua đồ ăn được. Bây giờ mà được ra ngoài mua đồ ăn, mua rau cải xào như vậy là ngon lắm rồi cả nhà. Lúc trước là rau không có ăn, mà chỉ có những cái mạnh thường quân người ta được phép đi lại, người ta sẽ đi người ta cho. Còn mà mình không có đi ra ngoài mua được. Vậy thôi, có lẽ mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà yêu mến mình thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký nha cả nhà. Thôi, mình chào cả nhà nha.